xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn à, Nha Trang à, vẫn được à, biết đến là một cái điểm đến du lịch hấp dẫn ở miền Trung Việt Nam à, đối với những du khách ở trong và ngoài nước à, cũng đây cũng là đều là một cái à, miền đất du lịch mà nhiều người muốn đi tới không chỉ bởi là cái phong cảnh đẹp của thành phố Nha Trang à, và cái tính cách hiền hòa của tất cả người dân Nha Trang và à, khi mà đến Nha Trang á thì chúng ta không thể không nói đến những cái cung đường tuyệt đẹp của thành phố nha trang ví dụ như đường trần phú nha trang này hoặc là đường phạm văn đồng nha trang này hoặc là chúng ta có thể đi thẳng qua đèo lương sơn à, qua để chúng ta ngắm những cái cung đường biển đẹp của việt nam đấy và ngoài cái cung đường biển đẹp của việt nam á, thì à, nha trang còn được biết đến với những cái di tích văn hóa lịch sử có từ lâu đời ha. ví dụ như chúng ta có thể biết được như là à, tháp bà Ponaga này, rồi tháp trầm hương này, hoặc là uh, chùa Long Sơn này, hoặc là um, uh, nhà thờ đá ha, có rất là nhiều. Và uh, năm 2023 thì xuất hiện thêm một cái địa điểm mới, một cái địa điểm mà chúng ta không thể không tới khi đến thành phố Nha Trang đó uh, là nhà hát đó. Uh, thì nhà hát đó chính thức được khai trương và khánh thành ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023. Uh, nó nằm ở phía bắc của thành phố Nha Trang. À, khi muốn tới nhà hát đó thì chúng ta di chuyển cũng cực kỳ dễ dàng. Các bạn có thể đi thẳng từ trung tâm thành phố Nha Trang, à, chúng ta đi qua cầu Trần Phú của thành phố, sau đó chúng ta tiếp nối chúng ta đi đến cái đường Phạm Văn Đồng và chúng ta sẽ đi thẳng thêm một đoạn nữa qua một số khu du lịch nổi tiếng ví dụ như là uh, Mariana hoặc là Alibu và chúng ta sẽ tới cái thành phố mà người ta gọi đó là cái thành phố ánh sáng uh, Mega City ha và khi vào trong Megacity chúng ta sẽ thấy được à, à, đó là cái nhà hát đó như thế này thì à, cụ thể về cái nhà hát đó như thế nào và à, nó à, có cái vẻ đẹp như à, ra sao thì à, chúng ta sẽ cùng với lại à, mình đi tìm hiểu à, chi tiết về nó nếu như quý à, cô chú anh chị cảm thấy à, video hay cũng như là hữu ích đừng ngần ngại hãy à, nhấn cho mình xin một like cũng như là À, nhấn subscribe, à, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình ra những cái video clip mới nhất ha à, Và nào bây giờ chúng ta cùng à, tìm hiểu về cái nhà hát đó nhé Nhà hát đó Nha Trang nằm trong quần thể phức hợp nghỉ dưỡng, nghệ thuật và giải trí của Mega City Nha Trang ở khu vực Bãi Tiên thuộc phường Vĩnh Hòa của thành phố Nha Trang. Nhà hát tọa lạc ở vị trí khá đắc địa khi khu vực xung quanh có rất là nhiều địa danh du lịch nổi tiếng. Quãng đường từ trung tâm đến đây cũng rất gần nên thuận tiện để du khách có thể đến và check-in một cách dễ dàng. Du khách muốn di chuyển đến với lại nhà hát đó thì có thể di chuyển từ trung tâm thành phố qua khu vực quảng trường mùng 2 tháng 4. Sau đó chạy theo cung đường biển Trần Phú và đi qua Trần Phú để đến Phạm Văn Đồng. Chúng ta có thể chạy thẳng theo cung đường Phạm Văn Đồng và lần lượt đi các địa điểm hấp dẫn như hòn trồng, bến du thuyền, resort Amiana, Alibu là sẽ đến nơi. Thì hiện tại á, khi mà ghé thăm nhà hát đó, Nha Trang, thì chúng ta vào, chúng ta check in và chụp hình miễn phí. Nhưng nếu chúng ta muốn thưởng thức vào bên trong á, tham quan bên trong, cũng như là thưởng thức cái sâu diễn nghệ thuật rối mơ, thì có thể mua vé với nhiều cái hạng khác nhau. Ví dụ như là vé Dragon Class với mức giá là 1 triệu một hạng Tiger Class là khoảng 900 ngàn, và vé hạng... Jodi Class tức là standard đó, khoảng 800 ngàn với trẻ em từ 5 tuổi và cao hơn và cao dưới 120 cm. Còn người lớn trên 60 tuổi thì sẽ được tính 70% giá vé người lớn. Thì khi chúng ta uh, mua vé thì chúng ta có thể mua vé trực tiếp tại uh, cổng vào của nhà hát đó ha. Uh, và khi uh, chúng ta đi uh, chúng ta mua vé thì chúng ta sẽ được giảm đến 70% cái cái vé để chúng ta tham quan cái nhà hát. Hiện tại mình không có có tham gia cái sau diễn nghệ thuật rối mơ nên với lại mình đi có có một mình thôi nên là họ không cho phép vào bên trong. Đấy, nếu mà có dịp vào bên trong mình nhất định mình sẽ review cho các bạn chi tiết hơn ha thì nhắc đến cái tên nhà hát đó nha trang ấy thì tất cả mọi người hẳn cũng đã bị ấn tượng và cảm thấy tò mò với cái tên gọi này đúng không tên gọi nhà hát ấy, thì được đặt theo chính cái lối kiến trúc được lấy cái cảm hứng từ một cái chiếc đó à, một cái ngư một cái ngư cụ rất là phổ biến ở trong à, dân gian được người việt nam sử dụng để đánh bắt cá à, nhà hát với cái hình dáng của một chiếc đó khổng lồ nằm à, nổi bật ở ở trên bên cái vịnh nha trang này và nhà cái nhà hát đó này thì có cái tổng cái diện tích là 2.500 mét vuông và được xây dựng với những cái tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe về kiến trúc này cũng như là trình diễn nghệ thuật quốc tế cái nhà hát này thì được xây dựng từ những cái vật liệu cao cấp với chất lượng và độ bền cao đồng thời được hoàn thiện bởi rất là nhiều những cái đơn vị thi công hàng đầu đến từ trong nước cũng như là quốc tế thì đối với ở bên ngoài cái nhà hát đó này á thì các bạn có thể check-in chụp những bức hình lung linh với lại bạn của mình với lại khách du lịch bên cạnh những cái điểm nhấn về kiến trúc á thì nhà hát còn có các khu vực chụp hình check-in cực kỳ đẹp và ấn tượng để cho mọi người thỏa thỏa thích với những cái bức hình của mình ha thì mình thì chưa được bên, đi vào bên, bên trong tuy nhiên ý, có một số cái, cái hình ảnh ở bên ngoài cho mình tham khảo thêm thì mình thấy nó là một cái không gian rất là đẹp bởi sự đầu tư rất là quy mô về trang thiết bị sân khấu và hệ thống cơ khí chuẩn quốc tế mang đến cho một cái không gian biểu diễn đa năng và vừa trên cạn vừa dưới nước với một cái bể nước rất là lớn khán đài thì hơn 500 chỗ ngồi. Và đây xứng tầm là một trung tâm văn hóa nghệ thuật đẳng cấp quốc tế ở thành phố Nha Trang. Bên cạnh cái kiến trúc và không gian ấn tượng ấy, thì nhà hát đó Nha Trang còn khiến du khách phải trầm trồ bởi những cái sâu diễn rối mơ siêu đặc sắc. À, mang đến một cái không gian trình diễn nghệ thuật bản à, bản địa vô cùng ấn tượng à, đặc sắc. Toàn bộ những cái hoạt động biểu diễn như trình diễn âm nhạc với phương pháp thủ công nhằm giúp cho khán giả tận hưởng những cảm xúc chân thật nhất. Thay à, thay vì cái kiểu trình diễn qua màn che à, rối nước như truyền thống mà chúng ta đã được xem ở một à, ở ở khu vực miền Bắc là nhiều ha. Thì ở nhà hát đó nha trang khán giả sẽ được xem những màn trình diễn hoàn toàn mới với những cái con rối tre đầy cảm xúc nghệ sĩ và con rối xuất hiện với tư cách là nhân vật trình diễn ở đây du khách ấy, còn được thưởng thức loại hình rối hoạt hình hoàn toàn mới kết hợp giữa công nghệ cảm biến chuyển động và múa đương đại nữa rối mơ chính là tổng hòa của các loại hình rối nước rối dây rối bông rối hoạt hình và cả múa đương đại Kết hợp với đó là sự diễn nhắt của dàn khí nhạc với các nhạc với với các dân tộc bản địa Đông Nam Đông Nam Á tạo nên một cái sân khấu cực kỳ hoành tráng đồng điệu cả về không gian, ngôn ngữ và những câu chuyện được lột tả rất là đời thực ha, rất tinh tế cũng như là có những cái màu sắc cảm xúc rất là đa dạng. Với cái kiến trúc đặc sắc đậm bản cái đậm bản sắc Việt cũng như là đầu tư quy mô về không gian và hệ thống âm thanh trình diễn thì nhà hát đó Nha Trang được kỳ vọng sẽ giúp nâng tầm du lịch của của Nha Trang trên bản đồ du lịch thế giới và cũng là trở thành một cái điểm mà check-in sống ảo mang lại cái tính biểu tượng của vùng đất Nha Trang xinh đẹp này. Nhà hát đó đã uh, ghi tên mình là một cái nhà hát tư nhân đầu tiên ở trong lịch sử đất nước thời kỳ đổi mới với những cái tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và kiến trúc mang đậm dấu ấn uh, văn hóa bản địa Việt Nam. Được lấy cảm hứng từ một chiếc đó bắt cá, một nông cụ dân tộc quen thuộc. Nhà hát đó là cái nhà hát hiếm hoi tại Việt Nam được trang bị một cái hệ thống cơ khí sân khấu lên tới 21 xào điện bán tự động toàn bộ hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên nghiệp nhập khẩu từ Pháp và châu Âu, đáp ứng đa dạng các loại hình biểu diễn sân khấu, ca mối nhạc, kịch nói, khí nhạc với tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống âm thanh sử dụng thiết bị của hãng âm thanh chuyên nghiệp số 1 thế giới El nhập khẩu trực tiếp từ Pháp. Hệ thống ánh sáng sử dụng thiết bị của hãng ánh sáng biểu diễn số 1 thế giới Robert Joliet đặc biệt sử dụng một lượng lớn đèn sợi đốt để đảm bảo chất lượng màu trung thực và thẩm mỹ nhất. Mặc dù khó sử dụng và đòi hỏi hệ thống cơ khí treo mắc phức tạp, đặc biệt nhà hát có hệ thống bể nước tuần hoàn lớn với thể tích hơn 200 mét khối để phục vụ hoạt động biểu diễn cách tân, sân khấu rối nước và các loại hình biểu diễn mới đòi hỏi không gian biểu diễn với nước và đây là một cái bảng à, vẽ sơ đồ cũng như là giá vé để chúng ta có thể vào tham quan cũng như là tham à, dự qua cái lễ hội à, rối nước ha rồi chúng ta xem lại cái này một chút và đây là cái bức tường danh vọng à, cúp cánh diều vàng có một số cái đơn vị à, có một số cái cúp à, họ sẽ ghi lên bên này không còn gì để nói này có rất nhiều luôn đấy và ở bên cạnh này ấy, thì chúng ta sẽ có một cái quán cà phê cũng cà phê đó luôn thì chúng ta có thể nhâm nhi một tách cà phê để chúng ta ngắm qua cái vẻ đẹp của nhà hát đó ha và nếu như các bạn có thời gian các bạn cũng có thể dạo quanh cái thành phố này cái thành phố ánh sáng này cực kỳ đẹp, à, họ đã bắt đầu trồng hoa và hoa cũng rất là nhiều rồi ha. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Hoa thì họ đã trồng khuôn viên ở bên trong như thế này. Và có rất là nhiều cái nơi để các bạn có thể check-in, đấy cực kỳ đẹp. và đặc biệt đây cũng cái không gian ở đây cũng rất là thoáng mát này sạch sẽ này hoa cây cối nhiều đấy ở trong này cũng có một cái đường đi nữa và chúng ta cũng có thể đi dạo bộ ở đây này đây là cái đường lên của xe ha và đây là chúng ta nhìn từ trên cao xuống chúng ta nhìn từ trên cao xuống và ngắm toàn cảnh cái đường đi vào nhà hát đó ha các bạn có thể thấy là công trình xây dựng của họ cũng xây dựng chưa có xong ở cái phía bên trái thì đang còn rất là ngổn ngang đấy à, mình tin chắc rằng một thời gian ngắn nữa thôi thì cái công trình này nó sẽ được hoàn thành và chúng ta có thể đến đây thì ngắm nhìn toàn cảnh của cái uh, thành phố ánh sáng này cũng như là vào tham quan cái nhà hát đó này một cách uh, đẹp hơn ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi uh, cái clip của mình. Uh, cái clip thì cũng dài rồi, mình uh, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn tới tất cả các cô dì chú bác đã quan tâm đến video. Nếu như quý cô chú anh chị cảm thấy video hay cũng như là hữu ích, đừng ngần ngại hãy uh, nhấn cho mình xin một like cũng như là uh, nhấn subscribe uh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi mình ra những cái video clip mới nhất ha.